host tonight, MC Viet Thao! Welcome back to Tonight with Viet Thao. Hàng đêm, mọi người đón chờ cái chương trình này. Và Viet Thao rất là vui và cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Tonight with Viet Thao. Có một điều, cái tin nó đã có từ lâu, nhưng vẫn còn là một thời sự nóng bỏng trong người Việt Nam chúng ta. Đó là trường hợp nghệ sĩ Minh Béo đến Hoa Kỳ và bị bắt. Ở nơi đây, Viet Thao không muốn nói về lý do hay là cái kết quả như thế nào. Nhưng mà qua cái chuyện Minh Béo, Viet Thao muốn trình bày cũng như gửi một cái thông điệp đến với người Việt Nam từ trong nước cho tới hải ngoại về vấn đề văn hóa, cái nền văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ nó gần như khác nhau nhiều lắm. Một sự khác biệt rất lớn. Và khi hội nhập vào Hoa Kỳ, chúng ta bắt buộc phải theo những cái luật pháp của Hoa Kỳ mà hầu như nhiều người Việt Nam vấp phải mà mình hoàn toàn không để ý tới vì nghĩ rằng nó giống như Việt Nam. Không phải Minh Béo nha, có nhiều nói là tại sao có trường hợp Minh Béo lại nổi tiếng như vậy là tại vì Minh Béo là một nghệ sĩ, người ta biết đến. Nhưng mà trường hợp như Minh Béo nha, đã xảy ra khắp nơi. Hàng trăm, hàng ngàn người khác đã bị bắt. Và thậm chí phải report khi mà đến một cái nơi nào là phải report cho người ta biết mình là một cái người giàu cái tội trạng đó. Nó giống như mà người Việt Nam mình là đi đến đâu đó phải báo cho biết nó có con quỷ râu xanh tới. Chẳng hạn như vậy, để người ta biết, người ta tránh. Thì trong trường hợp ở Hoa Kỳ, nhan nhản nha, trong từng gia đình người Việt, nó gọi là abuse. Cái abuse đối với trẻ em, nó chia ra làm 4 loại. Thứ nhất, nó gọi là physical, tức là dùng bạo lực nha, chẳng hạn đánh đập hay là dùng, nói chung sử dụng cái bạo lực. Cái thứ hai nó gọi là emotional, tức là về tâm lý. Một cái nữa nó gọi là sexual abuse, tức là về vấn đề sex, về vấn đề tình dục. Và còn một cái nữa nó gọi là neglectful, tức là về vấn đề bỏ rơi. Bây giờ như trường hợp thí dụ bây giờ đó, có những em bé ở nhà mình hay chọc kẹo nó, mình nói oh you good là thumbs up, mà nói xấu mình nói hey, you bad boy mình được cái thumbs down. Nhưng mà không ai ngờ rằng nha, đối với một trẻ em chỉ có 3 tuổi thôi, chỉ cần 3 tuổi mà mình đưa hey, you are bad boy, đó là abuse. Nếu mà người ta thấy, người ta có quyền thưa mình. Tại sao giữ như vậy? Tại vì đối với Mỹ, một đứa bé 3 tuổi nó không biết gì cả nha, còn non trẻ lắm. Khi mà mình đưa cái thumbs down như thế này, nó có cái mặc cảm, có khi nó đi vào cái tâm lý, nó bị bệnh tâm lý. Sau này nó có thể không nói, nó không chơi, nó không nghĩ rằng nó là người tốt nữa. Nó ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó. Cho nên cái nhiều này, ngay cả quý vị ngồi đây chưa chắc đã nghĩ ra cái chuyện đó. Đứa bé 3 tuổi nha, không được đưa thăm đau như thế này. Ngay cả những em bé cũng vậy. Tôi nói nhiều bậc làm cha mẹ ông bà nha, cái văn hóa bên Việt Nam cứ mang qua đây rồi tưởng như vậy là được. Mình cưng quá mà, thương quá mà. Trời ơi, thằng nhỏ nha, thay đồ cho nó nhỏ xíu à, bóc cái thằng nhỏ của thằng nhỏ nha. Ê, trời ơi, cục cưng như vậy, thương quá nựng hoài. Không được, không có được đụng vô. Nhưng mà nói tôi bà ngoại nó mà, tôi bà nội, tôi ông nội nó, không được. Rồi thậm chí nhiều người đã thương cho cháu, thương con, cho ngủ với ba mà. Tối ôm ấp nựng nịu nó, không được. Bởi vì cho nên người Mỹ đó, muốn cho nó tránh những cái tình trạng mà có thể gây một cái tâm lý xấu đến đứa bé, người ta không thích cho ngủ chung, để cho đứa bé ngủ riêng. Ngay cả vấn đề hút thuốc cũng vậy. Nhiều người nói, ô nhà tôi hút không có nha. Cái điều này người Việt Nam mình nhiều người cũng chưa biết nè. Hút thuốc có quyền, nhưng mà không được hút trong nhà nếu có em bé. Không được hút thuốc trong xe nếu có em bé. Không được hút thuốc trong phòng của em bé nếu em bé còn bé. Cho nên nhiều cái mình phải để ý. Ở đây Viet Thao không phải làm bàn để nói về vấn đề abuse, một cái bài học. Chỉ gửi một số cái information, cái tin tức về vấn đề abuse để chúng ta nghiên cứu. Và nếu được, tôi khuyên mọi người nên nghiên cứu thêm để tránh xảy ra những tình trạng như trường hợp của Minh Béo hay những trường hợp ở tù một cách nghe là vô cớ nha. Chẳng hạn bây giờ có nhiều người thảy con. Đứa con, đứa cháu thương quá, thảy lên chụp. Thảy lên rồi chụp, có khi lọt chết, có trường hợp xảy ra. Hoặc là đứa bé nựng nha, cầm, lắc quay cái đầu của nó. Đứa bé nhỏ, cái brain của nó còn non lắm, nó lỏng. Cho nên khi mình làm như vậy đó, nó sách cái brain của đứa bé có thể bị damage, bị ảnh hưởng ghê gớm lắm. Yeah. Rồi, ngay cả chọc ghẹo la mắng nó cũng không được nữa. Mày nha, tao nói mày không nghe nha, tao cho cái ông hàng xóm đi cắt cổ mày, không được. Đó là hăm dọa đứa bé, cũng là abuse. Nói chung, đánh con cũng không được. Tại sao? Người Việt Nam mình nói, ê con tôi đánh mà, là tại vì tôi phải dạy dỗ nó. Người Mỹ chấp nhận cho mình dạy dỗ con mình, nhưng không được dùng cái bạo lực đối với nó. Tôi nói ngay cả dùng cái tờ giấy nha, cuốn lại quánh cũng không được. Tại vì đánh nó không đau, nhưng cái hành động đánh đó là một cái abuse nó.
Tôi nói ngay trong một cái bàn ăn cơm ở trong gia đình. Thường thường người cha ăn cơm xong, ăn hết chén cơm, đưa cho con bới. Lựa thằng thương nhất đưa cho nó bới mà. Bữa nào ông về nó cứ bới cơm. Hôm đó ông giận nó quá, ông ăn xong ông đưa cho đứa khác bới. Nó khóc, nó tủi thân, ba nó không thương nó nữa. Đó là abuse, quý thầy hiểu. Rất là đơn giản thôi. Cho nên ở nơi đây, nhân cái tonight with Viet Thao và câu chuyện mở đầu như là một thông điệp gửi đến với tất cả những người Việt Nam, ngay cả không phải ở tại Mỹ, ở trên toàn thế giới và ngay cả Việt Nam cũng vậy. Cố gắng giữ cái chừng mực theo luật pháp để chúng ta có được cái đời sống tốt đẹp hơn và tránh gia vào những cái trường hợp phạm pháp mà mình không biết, do không biết mà ra. Alright. Hôm nay Tonight with Viet Thao sẽ là một trong những special guest, ca sĩ trẻ nha, đẹp nha, nổi tiếng nha, được nhiều fan yêu thích hiện nay. Người đó là ai? Nói thẳng luôn, đó là ca sĩ ANH MINH sẽ trở lại ngay với Tonight with Viet Thao. Welcome back to Tonight with Viet Thao. Trước khi giới thiệu ca sĩ ANH MINH như là một special guest tonight, Viet Thao có phần trả lời tư tính hàng đêm trong chương trình Tonight with Viet Thao. Nhớ nha, các bạn muốn nhận cái trả lời hay những thắc mắc, gửi thẳng về cho tonightwithvietthao@gmail.com. Và đây là một trong những số câu hỏi của Dũng Tiến hay là Tiên Dung gửi cho... không phải, xin lỗi nha, Viet Thao nói lộn. Cái địa chỉ là tonightwithvietthao@schannel.com. Chứ không phải là Gmail. Dạ. tonightwithvietthao@schannel.com. Em chào anh Viet Thao, em rất thích show Tonight with Viet Thao của anh, đặc biệt là phần đối đáp của anh với các khách mời rất vui và cuốn hút. Em đề nghị anh có thể mời ca sĩ Đan Trường làm guest của chương trình được không? Hiện tại anh Trường đang có chuyến lưu diễn bên Mỹ, nên em hy vọng sẽ được xem anh Viet Thao và anh Đan Trường trò chuyện, đối đáp với nhau trong show này. Xin cảm ơn. Ok. Một lần nữa Viet Thao xin xác nhận rất rõ, Tonight with Viet Thao không phân biệt bất cứ ca sĩ nào, và thậm chí không phải ca sĩ vẫn có thể mời lên show được. Cho nên Đan Trường ok, hoặc là một nhân vật đặc biệt nào cũng ok cả. Có một điều, Viet Thao cũng như những anh em khác, mình có quyền đề nghị những người mình muốn mời lên, và nên gửi về Tonight with Viet Thao đi, thì mình sẽ có ban giám đốc hay là những người phụ trách, họ take care, họ coi để họ lập cái danh sách mời nha. Cho nên cũng có người họ nói rằng cái đài này là cái chương trình là của Viet Thao mua đài, hay là những quảng cáo này phải liên lạc Viet Thao. Xin thưa, không phải nha, cái này là của bên S Channel và Direct TV, Việt Face TV. Cho nên các bạn muốn liên lạc từ quảng cáo cho tới giới thiệu những người guest, liên lạc thẳng về tonightwithvietthao@schannel.com đưa lời đề nghị nhé. Xin cảm ơn. Đan Trường sẽ xuất hiện trên Tonight with Viet Thao trong ngày rất gần đây. Ok, rồi bây giờ trở lại với phần guest tonight. Một trong những ca sĩ mà Viet Thao đã giới thiệu đó là nữ ca sĩ ANH MINH. Nha. Thì ANH MINH như thế nào? Đã từng xuất hiện trên Thuy Nga Paris, đã từng xuất hiện trên các show, đã từng đi show khắp nơi mọi người đều biết. Và cái số lượng fan rất là đông. Một trong những ca sĩ hàng đầu của Việt Nam tại hải ngoại. Hay hải ngoại, tràng pháo tay dành cho ANH MINH với chủ này của Viet Thao. Nó chưa dứt nhạc em. Nó phải dứt nhạc mới buông ra được. Ê, hey, say hi. Hello everybody. Chào anh. Chào em. Có một điều xin thưa ANH MINH. Theo Viet Thao biết là đến Mỹ hay là sinh ra ở Mỹ từ lúc nhỏ? Yeah, em trả lời cái đó trước. Ok, dạ thì sinh ra ở Việt Nam nhưng mà qua Mỹ. Em biết sinh ở đâu Việt Nam không? Sài Gòn. Sài Gòn, biết Sài Gòn thôi. Dạ. Yeah. Biết bệnh viện nào không? Dạ không. Không biết luôn. Ok. Như vậy thì khi đến Mỹ rồi em lúc đó bao nhiêu tuổi? Một tuổi. Một tuổi. Yeah. Em đến Mỹ năm nào? That's a tricky question. ý ANH MINH nói là Viet Thao muốn gài bẫy ANH MINH đó. Yeah. Không, anh thiệt tình anh không biết em đến Mỹ lúc nào. Yeah. Thì năm thì nói em đến lúc cái đấy năm em một tuổi. Cái năm em một tuổi. Dạ thì dạ. Lâu rồi đang giấu tuổi. Tôi muốn nói điều này để cho thấy rằng ANH MINH nói tiếng Việt không rành. Yeah. Tiếng Việt không rành nha. Yeah. Mà Viet Thao là người nói không rành tiếng Mỹ. Yeah. Cho nên hai anh em một đứa tiếng Việt không rành, đứa tiếng Mỹ không rành nha. Yeah. Thành ra cái show này nó hơi lạ lắm anh. Yeah. Rồi ok.
có câu hỏi nè, có câu hỏi của khán giả dành cho em nha. Yeah. Ok. À, gửi vào trong Facebook của Việt Thảo. Yeah. Của Ngọc Nikki. Có khi nào cô nổi giận một ai đó không? Nổi giận. Nổi giận, angry. Yeah. I think a lot. Yeah. Ooh. Ai? Ba, mẹ, anh chị em. No, just little things like nếu mà like đồ ăn không ngon thì I get upset. À, nói về đồ ăn có câu hỏi cũng liên quan tới đồ ăn nè. Yeah. Anh Minh cho hỏi nếu sau này không đi hát nữa má ơi, người ta đang hát ngon lành mà sau này cái gì sớm quá. Có dự tính làm gì không? Như mở restaurant hay dạy make up chẳng hạn. Vì theo mọi người được biết thì anh Minh rất là giỏi và có tài. Cái gì cũng biết làm hết trơn. Nếu ăn thì rất ngon, make up cũng rất đẹp. Dạ. Yeah. Em có biết nấu ăn không? Biết nấu ăn sơ sơ thôi. Có vài món. Vậy đâu có mở restaurant rồi đâu. Yeah. Nghe trả lời cho bạn nghe đó nghe. Không có phải là anh Minh cái gì cũng biết nha. Có nhiều cái không biết lắm giờ ngày hôm nay. Có nhiều cái không biết mà các bạn sẽ dần dần khám phá được với anh Minh. Yeah. Ok. Rồi. Bây giờ cái game đầu tiên chơi thẳng luôn trước hết nè. Dạ. Yeah. Nha. Trong những chương trình tonight của Việt Thảo đều có cái game này. Yeah. Là cái người guest sẽ trả lời 3 điều mà mọi người chưa biết. Yeah. Nếu mà em nói điều đó lên mọi người nói oh, ai cũng biết rồi thì mình bỏ, không tin. Uh-huh. Còn nếu mà em nói lên mà mọi người lắng nghe tức là chưa biết mình tiếp tục. Yeah. You understand what I'm talking about in Vietnamese? I'm trying. Má ơi. Còn nói tiếng Việt có lẽ không rành nó không hiểu. Yeah. Ok. Ok. Bây giờ trước hết Việt Thảo muốn nói về anh Minh. Cái nhận xét của Việt Thảo khi đi show chung. Lần đầu tiên tôi gặp anh Minh, tôi nhìn ánh mắt cô này, cô nhìn tôi hiểu lầm. Trời ơi, tôi bữa đó tôi về tôi hạnh phúc vô cùng tận. Tôi nói cái người này lần đầu tiên gặp mình mà tỏ ý yêu thương mình liền. Cái ánh mắt anh Minh nha, nó long lanh, nó nhìn nha. Trời ơi, hốt hồn liền lập tức. Tôi về tôi mừng quá trời ơi, má ơi. Lúc đó tôi gần 50 mấy 60 tuổi, già cỡ này mà nhỏ xíu mà nó thương mình ta ngộ quá ta. Tôi mới khoe với một số bạn nè. Tôi nói trời anh Minh nhìn cái gì? Ông nói ba ơi, anh Minh nó nhìn ai mắt cũng y hệt nhau à. Chứ không phải là một mình anh đâu. Tại con mắt nó hay lắm, đâu nhìn xuống khán giả coi. Đó, nhìn cái thấy thương, thiệt thương luôn á. Đúng không? Dạ, cảm ơn. Rồi, cái điều gì mà mọi người chưa biết vậy em? Có nhiều người nghĩ là cô Như Mai là mẹ của anh Minh, mẹ ruột. Nhưng mà thật sự không phải. Thì I just want to let you guys know là không phải. Làm sao biết được? Cái này phải hỏi quốc sĩ à? Nó như Mai quốc sĩ ban nhạc magic, right? Uh-huh. Giống lắm, giống hơn, giống thiệt giống luôn á. I don't know. Thì có nhiều người nghĩ like for sure, even khi nào anh Minh nói là không phải, they still don't believe it, but she's not my đâu biết mom. Được, nhiều khi phải mà con cái muốn từ bỏ cha mẹ thì sao? Bây giờ phải mời, hôm nào phải mời Như Mai lên xác nhận. Yeah. Cho nói, thật sự nói là đúng rồi. Điều thứ nhất, mọi người cái này có ai biết chưa? Yeah. Chưa biết không? Ok, good. The first one. Điều thứ nhất mọi người chưa biết là hôm nay xác nhận rất rõ ràng anh Minh không phải là con của ca sĩ Như Mai và quốc sĩ. Ok, rồi. Điều thứ hai mà mọi người chưa biết. Thứ hai là khi nằm ngủ thì anh Minh hay grind my teeth. Grind my teeth tiếng Việt là... Nghiến răng. Nghiến răng like a lot. Cho đến khi nào ai mà trong phòng họ hơi sợ and they think it's kind of like... scary. Mm-hmm. So I have to wear a night guard at night. Okay. Anh Minh nói là nghiến răng đến độ mà người ta trong phòng phải sợ đó. Cho nên bây giờ phải kiếm cái gì đeo vô để mà nghiến nó không kêu. Yeah. Em có mang cái đó theo không? Dạ không. Nó làm sao nó bằng cái gì? Bằng nhựa. Bằng nhựa plastic. Rồi có khi nào nghiến nó đứt luôn cái đó không? Sometimes. Oh my goodness. It can. Đâu em nghiến thử coi cỡ nào, nó nghiến coi. But you can't hear it now. Khi mà nằm ngủ thì em cứ nghe. That's a microphone. Được. Microphone. You can. I can't do it. Yeah. Để cái này. Yeah. Okay. No, cái microphone nó không lớn, cái này lớn nè, đâu nghiến coi. Okay. Okay. Nghe đó. Nhưng mà thật sự nha, cái nghiến răng nó ngộ lắm, không phải kêu rù rù đâu. Nó kêu két két két. Yeah. Yeah. Like a chuck. Tại sao? Tại sao vậy? I don't know. Maybe có thể về stress or làm việc nhiều or I don't know, maybe. À. Một sự giận dữ không? Có thể thể hiện một cái sự giận dữ không? Không biết nữa. Bực tức không? I have no idea. Hay là một nỗi ấm ức trong lòng? Chắc maybe just stress là có thể ấm ức. Mệt. Yeah, có thể ấm ức. Yeah. Cái nỗi ấm ức. Có chồng chưa? Dạ chưa. Đó, đúng là biết ngay mấy người chưa có chồng nghiến răng lắm. Tức. bác sĩ nói như vậy có khi nào cái răng mình bị ảnh hưởng nó mòn không? Yeah, phải đeo cái plastic. Tại vì nếu mà không thì nó sẽ
làm cho cái răng mình break. Giống như con thỏ đó. Con thỏ nha, là loài vật mà đặc biệt cái răng nó mọc nhanh lắm. Cho nên nó phải nhai lại hoài. Nó nhai, nó nghiến hoài. Chứ không cái răng nữa nó mọc dài đó, nó ăn không được. Dạ, nó nghiến hoài. Nhiều khi răng em mọc dài, em phải nghiến thôi nữa, nó dài quá, ăn không được. Okay. À, cái điều này nên nói đi, cho mọi người biết luôn. Nếu mà ở nhà hồi xưa con nít có tật nghiến răng đó, nhiều khi tội nghiệp lắm, cha mẹ không biết vô giả mặt đó nha. Tố giả mặt đó, để cho nó đừng có nghiến, nhưng cái nó đâu biết, đâu đánh giật mình thức gì, không biết khỉ gì trơn á. Đúng không? Dạ, cho nên nhớ nha, nếu ở nhà ai có con cái có cái nghiến răng đó, như anh Minh vừa nói, mình có cách kêu người ta làm những cái niềng răng, ban đêm nó ngặm. Tại sao làm niềng răng cho đứa nó ngậm nguyên củ cà rốt, nó khỏi nghiến, nghiến đứt luôn. Ok, vậy là chưa ai biết ví dụ anh Minh nghiến răng không, chỉ trừ trường hợp bạn trai hay là gia đình em thôi. Dạ. Em đi hát chung các ca sĩ biết cái đó không? Chỉ có người mà ở chung thì họ hay... Giả mặt. Đánh tay trong chán tay. Ok. Nhưng mà đánh tay cũng vô ích thôi. Dạ. Lúc nghiến răng em biết không? Em không biết. Em nghe không? Có khi nghiến nhiều quá thì nghe. Là giật mình thật dậy. Dạ. Ok. Dạ. Nếu hôm nào em quên mang cái đó, em có thể lấy cái răng, cái khăn đó, em nhét trong miệng em được không? No. No. Trời, nó nói chuyện tôi nó là... Ok, rồi đó là điều thứ hai. Điều thứ ba mà mọi người chưa biết về em nè. Thứ ba là hồi nhỏ khi mà đi học high school or junior high thì có đi giúp ba mẹ ở tiệm nail. Nhưng mà hồi đó thì không có bằng, chỉ đi đến giúp thôi. Nếu mà có khách thì lấy xe đạp đi rồi tới giúp ba mẹ manicure. Mà anh Minh làm thì lúc đó bao nhiêu tuổi? Like 14, 13, 14. 14 tuổi mẹ em ngồi làm. Yeah, and then bị cắt cái da của họ, cho nên nó bị chảy máu, and then khách thì upset, and then kiện tiệm nail, and then phải đền. Đền bao nhiêu? I think hồi xưa nhớ là cỡ chừng 10,000. Trời ơi, cái chuyện này có ai biết không vậy trời? 14 tuổi đi làm nail ngang, chưa có bằng ngang. Vậy mà cha mẹ vẫn để làm. I still don't have it. Vẫn chưa có bằng. Vừa đi cắt tay người ta. Yeah. 14 tuổi mà để đi làm đó là bill sao không có dẫn chơi á. Yeah. Ừ. Well, it's just to help out. Yeah. Trời đất ơi trời. Yeah. Bây giờ em có thể đi thua ngược lại ba mẹ nha. Không có. Ok, như vậy là chúng ta có ba điều mà mọi người chưa biết về anh mình. Yeah. Nhá. Ok. Em còn trẻ. Yeah. Em đi hát, cái lượng fan rất đông, nhiều người yêu thích lắm, em biết điều đó không? I hope so. Okay. Cái cảm giác em như thế nào? Hiện giờ, trong cái cuộc sống của em bằng cái nghề ca hát này, em tiếp xúc khắp nơi, những người ái mộ của em, có khi nào em có những nỗi buồn khi em ca hát, đi ca hát ở những nơi? Nếu mà nỗi buồn thì chắc là mình một mình thôi, phải đi bay một mình rồi, trong hotel một mình, nên không có người đi chung hay là chơi chung. Cho nên chỉ có cái đó, mà khi mà lên sân khấu thì rất là thương khán giả, and lúc nào cũng muốn try my best để khán giả không phụ lòng. Yeah. Em muốn có người đi chung với em ở hotel để chơi chung. Friends, you know, company. Everyone wants company. Chơi thì trong khi hotel mà làm việc chơi mà anh đi show anh biết nè. Anh đi show anh biết luôn á. Nói chuyện. Anh đi show anh biết nè. Về mà thấy bà chung vô là ngủ à. Yeah. Em muốn vô đó chơi gì? It's lonely tại vì khách sạn nhiều khi nó có ma, you know? Oh, wow. Sợ ma, sợ ma. Yeah, thì always là để cái TV on hay là cái đèn, you know? Okay. Nếu mà có người bên cạnh thì có thể nói chuyện hay là anh thề nghe ngủ được. Đây sắp tới đi đâu nghe, đi đâu nghe, anh bút show em đi nghe, rồi anh hù em sợ ma đấy để chị anh qua giúp đỡ. Okay. Không, anh muốn biết em nó trong hotel chơi cái gì nè, tại vì anh thực sự vô hotel anh chẳng có gì chơi, chứ anh cũng điên mình nè. Just nói chuyện and coi TV. Người ta cần giờ ngủ mà nói chuyện gì trời. Thì khi mà đi show anh mới không có like ngủ được, tại vì bay sớm mà nên sợ xe không có ngủ nhớ trên nghe, máy bay. Nhớ nghe anh Minh sợ ma nghe. Anh Minh lonely nha. Đi show các nơi, bộ show tổ chức các bạn trẻ nha. Ai mà cần giúp đỡ anh Minh được, có khả năng nha, liên lạc anh Minh nha. Mỗi lần đi show về đang giúp. Trong những hotel cần những trò chơi gì tôi không biết luôn. Ok. Em không phải là ca sĩ không? Dạ. Yeah. Anh biết em đã sáng tác nhạc từ lúc nhỏ. Dạ. Yeah. Lúc mấy tuổi em sáng tác nhạc? Lần đầu tiên là 17 tuổi. Dạ. Yeah. Bài gì còn nhớ không?
By baby I would. Baby I would. Mm-hmm. Tiếng Việt. Tiếng Việt là yêu anh. Are you sure? Nó không có dịch ra exactly nhưng mà. No, tại vì em nói bài... yêu anh mà em dòm anh hỏi are you sure? Okay. Rồi câu đầu tiên của bài hát là gì? Bài hát này nổi tiếng trên Thuy Nga đúng không? Bên Asia, yeah. Bên Asia. Yeah. Bài câu đầu tiên là gì? Boy, why can't you see? Our love was meant to be. Okay. Yeah. Câu kế luôn. Câu kế thì lâu quá không nhớ. Bài này em viết một mình em hay viết với ai? Em viết hồi xưa thì có anh Sĩ Đan với lại Thùy Hương. Ok. Yeah. Rồi, bây giờ nếu ngay bây giờ anh mời em hát một bài hát để cho mọi người đang xem tonight của Viet Thao thì em chọn bài hát gì? Em chọn bài Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Dạ. Yeah. Bài này hát bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Anh. Ồ. Oh, yeah. Bài này của em viết luôn. Dạ. Yeah. Với ai? Với Dương Khắc Linh. Câu đầu tiên của bài hát. Tự nhiên à, quên à. Let's see. Ooh, when I was young, I thought I knew it all. Khi tôi còn trẻ, tôi tưởng rằng tôi biết tất cả. Yeah. Okay. My mom would tell me the stories of our home. Má tôi đã kể cho tôi cái câu chuyện về quê nhà. Yeah. Wow. Yeah. Okay, dễ thương quá. Bây giờ em có thể hát bài này cho mọi người nghe. Yeah, em có nghe thể. Nghe nhạc quý vị, nha. Rồi. Bài em. Okay. Oh. Music, please. Rất là cảm động. Thank you. Nhất là ngay cái câu Việt Nam. Cái câu Việt Nam là câu gì? Cái gì tôi là người Việt Nam? Tôi là người Việt Nam. Yeah, yeah. Tiếng Mỹ nó không hiểu nha. Mà nghe tiếng Việt hiểu liền à. Yeah. Cái câu đó không là muốn khóc rồi đó. Yeah. Ok, sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của tour này của Viet Thao. Alright. Hey, back to tonight của Viet Thao và special guest tonight là ANH MINH. Bây giờ mình tiếp tục câu chuyện. Yeah. Vừa rồi bài hát đó, cũng như qua những cái giây phút đầu, thì cho tới giờ này Viet Thao mới biết được một điều là ANH MINH không rành tiếng Việt. Từ hồi đó giờ anh em đi show biết bao nhiêu show rồi nha. Cho nên bây giờ tôi mới ngồi tôi tủi thân lắm. Bây giờ tôi mới biết tại sao
tôi cứ theo nói chuyện với anh Minh hoài. Mà she rất là cool, không có trả lời. Có khi trả lời thấy giống như qua loa cho xong chuyện. Thì mình nghĩ chắc mệt không? Tại vì nhiều khi không biết tiếng Việt để nói. Chẳng hạn như bây giờ tôi lên máy bay nha, có người Mỹ kế bên nói chuyện hoài, tôi làm biếng trả lời, tại tôi không rành tiếng Mỹ. Nó đơn giản như vậy, phải không? Nói chuyện mà không rành tiếng Việt mà cái người kia cứ nói tiếng Việt hoài, cứ gặp cái thằng nói tiếng Mỹ là nói lẹ, nó dữ dội luôn. Yeah? Ok. Yeah. Ok. Em có gì để nói về cái future của em? Em sẽ... Có cái này, đúng không? Dạ. Cái này là cái gì? Cái này là CD mới anh mình sắp ra. Tựa đề là Love. Hy vọng là khán giả sẽ thích. Có một điều như thế này. Bây giờ hầu như CD mình thực hiện. Yeah. Nó không giống như hồi xưa ra băng mình bán được nhiều nữa. Người ta lên mạng người ta coi hết. Yep. Yeah. Như vậy em ra CD để làm gì? Thì mới đầu tính là không có nên ra CD tại vì như là anh nói là bán không được như là chỉ có mang theo show yeah, để mà yeah. Thì thấy là mình làm có đủ bài thì mình nên làm để có cái gì để tặng nowadays khi mà khán giả hay là con em ấy đứa trẻ nít ấy, muốn thì anh mình just you know give it for free sometimes it's nice to have something to hold and like a souvenir but just to leave there just because cảm thích là âm nhạc á, thì có cái CD nó more special. Okay. But you can also find everything on YouTube and the internet. Nói chung mình có thể tìm trên YouTube, internet nhưng mà đó có nhiều món quà khi đi hát mình có để tặng cho giới trẻ nha. Em biết bên này khách của em nha, ba thế hệ nha. Yeah. Già có, trung có, trẻ có, nít có luôn, nó quý không nào đúng không nha. Lần đầu tiên show Tonight with Viet Thao mà ảnh mình là có ba thế hệ đi coi. Yeah. Wow. Okay. Em về Việt Nam lúc nào? Đầu tiên, cái đầu tiên nhất. Lần đầu tiên là... Cách đây bao lâu? Lâu lắm rồi, maybe like 5-6 năm. Maybe. 5-6 năm. Yeah. Lần thứ nhì? Lần thứ nhì là mới đây 3 năm. Lần thứ ba? Một tháng rồi. Ồ, như vậy là em đi Việt Nam được 3 lần. Dạ. Yeah. Yeah. Lần thứ nhất em về, cảm giác như thế nào? Mới đầu thì cũng hơi lạ, cũng không biết tiếp xúc với mọi người như thế nào. Nhưng mà từ từ thì đi ra ngoài đường thì interact more với người Việt Nam thì nó more easier and mình có thể hiểu họ. Càng tiếp xúc thì càng dễ hiểu nhau. Yeah. Rồi bây giờ lần sau cùng đi về thì cái cảm giác mới nhất như thế nào? Cảm giác thì vẫn... tại vì cũng lâu đó không có về nên giờ về thì cũng hơi not used to nhưng mà you know after 1-2 tuần thì okay get used to it chẳng hạn như là đi ngoài đường across the street thì băng ngang đường á thì hồi xưa thì sợ nhưng mà bây giờ thì phải đi hay là người ta sẽ... Hồi xưa mình băng ngang đường là mình sợ. Yeah. Bây giờ mình băng ngang đường xe nó sợ mình. Dạ. Yeah. Không đi đại mà thành ra xe nó phải sợ mình, ngược lại mình. Yeah. Hồi xưa mình sợ nó lắm phải không? Ok. Yeah. Thấy không? Thấy người Việt, gái Việt mà nói tiếng Mỹ không? Tức là tiếng gái Việt nói tiếng Việt. Bây giờ anh Minh nói chuyện nó giống như Viet Thao nói tiếng Mỹ không? Tức là anh Minh phải biết cái câu đó bằng tiếng Mỹ. Yeah. Rồi mới dịch ra tiếng Việt. Dạ. Yeah. Cũng như bây giờ anh muốn nói tiếng Mỹ là anh phải đặt cái câu tiếng Việt trước rồi nói tiếng Mỹ sao? Dạ. Yeah. Yeah. Uh-huh. Em về Việt Nam để làm gì? Lần thứ ba. Có làm việc với lại đi vacation thôi. Tại vì lâu ngày không có đi vacation. Just someone I go and dẫn mấy đứa em đi chơi chung luôn. Ủa mấy đứa em nào? Like em trai and bạn bè. Ủa em có em trai? Dạ. Yeah. Trong gia đình em bao nhiêu người? Gia đình thì có 4 người, chị và em gái. And 1 em trai. Như em thứ ba? Dạ. Yeah. Ok, giống anh đó nha. Dạ. Yeah. Anh cũng thứ ba. Dạ. Yeah. Cho nên ra đường mà anh với em đừng đi chung nha. Dạ. Yeah. Nếu người đi chung ta gọi anh chị ba. Why? Hiểu không? Không hiểu. Ở Việt Nam mình nói ví dụ vợ chồng đó, mình kêu anh chị ba, anh chị tư. Em thứ ba là kêu chị ba. Anh thứ ba kêu anh ba. Để đứa hai đứa đi kêu anh chị ba, người ta tưởng vợ chồng. Bây giờ mới hiểu, tội nghiệp lắm, tiếng Việt khó hiểu. Cái từ. Okay. Chị tư cho là. Okay. Để cho thấy rằng anh Minh không có rành tiếng Việt. Yeah. Nha. Thì bây giờ cái game, đây là cái game trong show này của Viet Thao, game thứ hai. Okay. Cái game này đó nó có cái trò chơi là anh sẽ nói tiếng Mỹ. Dạ. Em dịch ra tiếng Việt. Ok. Nhé. Cái này mới khó là tại vì ok thí dụ anh nói beautiful. Đẹp. See? Dễ dàng quá.
Đúng rồi, dễ dàng quá. Ok. I love you. Tôi yêu anh, em yêu anh. Ủa anh nói mà. Nếu anh nói phải là anh yêu em chứ. Ok, so anh chị nói em nói I love you, okay, là em yêu anh. Ok, okay, thử nha. I love you. Anh yêu em. Rồi em nói đi. Em yêu anh. Ok. Là em nói là I love you. I love you. Nói biết rõ quá mà. Ok. Yeah. Nhưng mà nếu mà nói cái tiếng Anh mà tiếng bồi, cái tiếng mà dịch từ tiếng Việt ra hồi lúc người ta từ 75 mới qua. Yeah. Nhiều người Việt Nam qua không biết tiếng Mỹ. Cho nên dùng cái lối dịch từ tiếng Việt ra. Thí dụ người ta hỏi có sao không? Uh-huh. Mình trả lời không có sao. Thì trả lời không có sao tức là no star where. Không tức là no, star là sao. Uh-huh. À, không có sao, no star where, không có sao đâu nhé. Uh-huh. Where là ở đâu? Thì no star where tức là không sao đâu. Ok. Rồi thí dụ như bây giờ á, em có chảnh không? Em biết chảnh là gì không? Stuck up. Stuck up. Sĩ, đó là tiếng Mỹ nha. Tôi đâu biết stuck up là gì đâu. Nhưng mà nếu tiếng Việt Nam nói chảnh tức là gì? Chảnh là chanh với dấu hỏi là chảnh. Yeah. Chanh and dấu hỏi là chảnh. Yeah. Chanh là lemon, dấu hỏi là question. Yeah. Vô, nếu nói là con nhỏ này đó thuộc cái dạng lemon question, tức là nó là em là chảnh. Lemon question. Lemon question. Are you lemon question? Yeah. No, you are not chảnh, right? Ok, cái game bắt đầu. Cái Việt Thảo nói tiếng Mỹ là anh Minh phải dịch ra tiếng Việt. Yeah. Ok. Câu chuyện là hồi năm 75 qua có người Việt Nam lái xe. Đụng đứt xe của một người Mỹ. Uh-huh. Thì cái người lái xe đó là một anh Mỹ đen to lớn xuống. Dạ. Ú chà, anh này sợ quá. Anh kêu, why? Why you hit me? Anh này sợ quá. Anh này, hey, you know, break no eat. Nghĩa là gì? Break no eat? Uh-huh. Break là bể. No là break không. Break là bể. Break. Eat là ăn. Uh-huh. Yeah. Không lẽ bể không ăn. Break no eat. Bây giờ trong được chiếc xe đụng ta, đụng cái râm. Nói why you hit me? No, you know, break no eat. Ok. Là gì? Break. Làm sao mà xe người ta đụng? Tại sao? Break no eat. Break. I have to say in Vietnamese. Like, yeah. Bể không ăn. Bể không ăn là gì? Ok, break là cái thắng. Break là cái thắng, right? Break. Break là cái thắng. Cái break tiếng Mỹ gọi là gì? Break, the same. Yeah. Uh-huh. Break, no eat. Thắng, không ăn. Uh-huh. When you thắng, không ăn thì nó đụng ta. Okay. No, you understand, thắng, không ăn, right? Okay. Thấy không? Tiếng Việt mà bây giờ em hiểu khổ ghê lắm, chứ không phải như mình nói hiểu liền đâu. Okay. Okay. Hồi qua bên này đó, người Việt Nam mình không có bạn, cho nên mới sống chung với nhiều người Mỹ lắm. Bạn với người Mỹ nha, Việt Nam, Mỹ. Thì người Mỹ mới hỏi bạn, hey, how about your life in Vietnam? You understand that, right? Uh-huh. Người bạn mới trả lời, you know, my life in Vietnam is 3 down, 7 up. What's that mean? Your life in Vietnam... 3 down, 7 up. You know 7 up, right? The 7 soda. Up. Yeah, the soda. Yeah. So my life in Vietnam, 3 down, 7 up. 3 down? Three down. 3 down. 3 down. Ba xuống. You're right. Down xuống, yeah? Ba xuống. Seven up. Seven up, yeah, Coke, right? Or là gì? Drink. What's that mean? My life in Vietnam, 3 down, 7 up. 3 down, 7 up? 3 là 3, right? Down là ở dưới. Mà ở dưới là nó phải chìm, sink. Chìm. Ba dưới, it's a... Sink, mm-hmm. Chìm. Ba chìm. But... 7 là 7, up là ở trên. Mà ở trên là nó phải nổi nữa ở trên. Uh-huh. Cho nên my life 3 down, 7 up, tức là đời tôi 3 chìm, 7 nổi. Ngoài ai làm sao hiểu nổi. You don't understand 3 chìm, 7 nổi, right? Thấy thương không vậy? Cho nên các bạn ơi, nếu mà nữa đi đâu cũng vậy, thấy thương không? Khi mà các bạn tiếp xúc với anh Minh nha, có khi nói tiếng Việt mà anh Minh trả lời nó không có chính xác, thông cảm dùm. Tội nghiệp nó không hiểu. Đó, bây giờ thí dụ cái câu khác để mình nghe. Okay. Người Việt Nam vào một quán ăn Mỹ, muốn ăn cái món mà mình thích. Nó đưa cái menu ra dòm hoài, không biết gì, không biết tiếng Mỹ mà. Uh-huh. Đó, bây giờ muốn ăn cái món, thằng kia, thằng waiter của anh hỏi, hey, what do you want to eat? Yeah. Nó, ông ấy nói, okay, you have over here, over there, beef. Over here, over there? Beef. Bên đây, bên kia, bò. Ừ, vậy là món ăn gì?
bên đây bên như vậy người đó. Việt Nam nó muốn ăn cái gì bây giờ? Nếu em là waitress, nếu em là waitress của tiệm ăn, anh vô anh hỏi may I have over here over there beef. I'm sorry, I give up. Bỏ tay. Đây là bò lúc lắc. Okay. Biết bò lúc lắc phải không? Yeah, vâng. Bò lúc lắc tiếng Mỹ gọi là sao? Shaking beef. Oh, shaking beef. Yeah. When you shaking, the beef go over here, go over there. Nhưng mà người Việt Nam đâu biết cái shaking đâu. Phải không? Chỉ nói over here, over there beef. Uh-huh. Mình shaking beef. Yeah. Là bò lúc lắc. Yeah, vâng. See? Bây giờ tên chàng Mỹ nha. Anh chàng Mỹ vào quán nhậu Việt Nam. Okay. Ông không biết tiếng Việt, không biết kêu thức ăn. Yeah. Ngồi dòm rồi mà ông biết ông đã từng ăn cái món này ngon lắm rồi. Thì người Việt Nam lại ra hỏi ông Mỹ mà cũng không làm tiếng Mỹ nữa. À, hỏi muốn cái gì? Ông Mỹ ông giải thích hoài không hiểu. Ông cuối cùng ông nói là Dracula cake. Dracula. Dracula. Có là Dracula cake. Dracula. Okay. Dracula. Yeah. Dracula cake. À, là cái món ăn gì của Việt Nam mình nổi tiếng luôn. Is it like đồ ăn ngọt? Is it? No, it's đồ nhậu, a... đồ nhậu. Dracula cake. Đồ nhậu ăn đi uống rượu. The Dracula cake. I don't even know what Dracula, Dracula is. Dracula eat blood, right? Yeah. Yeah? Cái gì mà có máu? Oh, is it like oh yeah, nhắc. I know. Nhìn nó, ông đâu có biết nói sao đâu. Ông nghĩ cái này máu chắc là Dracula thôi. Ăn thôi. Ông gọi là Dracula cake, bánh dùng cho Dracula. Yeah. Đó là tiết canh, ok? Yeah. See? Ok, cái này nghe. Ok, bây giờ em dịch giùm anh hai cái chữ này thôi. Ok. Smart light. Smart light. Smart light, as in like đèn. Mm-hmm. And smart is giỏi. Mm-hmm. What's that mean? Giỏi đèn. Smart light. Mm-hmm. I'm sorry. I still don't know. Now, do you know your name? Yes. What's your name? My name is ANH MINH. ANH MINH. Yeah. What's ANH mean? ANH is light. Yeah. Yeah. How about MINH? MINH is like... Bright. Yeah. Brilliant. Mm-hmm. Intelligent. Mm-hmm. Smart. Mm-hmm. So smart light, it means ANH MINH. Sunrise. Now, you know the way we speak English. Yeah. The way we speak English in America at the first time. Mm-hmm. You see, we try to translate from Vietnamese to America. Yeah. To American. Okay, now if I talk about you, yeah? Lighting smart beauty over. Lighting smart beauty over. Hiểu gì không? Lighting smart là ANH MINH, right? Beauty là đẹp. Over. Thí dụ mình nói là ANH MINH đẹp lắm. Uh-huh. Dịch thẳng nghĩa nha. ANH là light. Huh? MINH là smart. Đẹp là beauty, lắm là quá xá là over. Light, smart, beauty, over. Là ANH MINH đẹp lắm. Rồi, tiếng Mỹ của mình là vậy đó. Alright. Okay. Thực ra chúng tôi đưa cái trò chơi này để thấy rất là khổ cho ANH MINH nha. Chẳng hạn bây giờ nếu ANH MINH ngược lại nha, đưa cái lối mà street language hay là những cái ngôn ngữ very special American language mà đối lại Việt Thảo là tôi chết gắt liền. Làm sao biết được? Em làm sao lúc năm 1975... Ủa? Đâu phải năm 75, em năm mấy? Lúc đó mình năm mấy? I don't know. See, she's smart. She's very smart, she knows. Nếu 75 là ANH MINH... Đâu có! Nếu 75 là ANH MINH giờ 4 mấy tuổi sao không có đâu? ANH MINH giờ năm 23. 23 không? I don't know. Đâu? Ok, năn nỉ nè. Yeah. Mọi người đều không biết tuổi của em. Yeah. Em còn trẻ, em không sợ. Uh-huh. Anh già mà anh không sợ, anh 62 tuổi, nói anh 62 tuổi. Ha? Anh có một vợ, có 4 con, hay là con lang thang ngoài gì không cần biết, anh đều không sợ hết. Yeah. Em đâu có sợ. Uh-huh. Em còn trẻ mà. Uh-huh. Lần đầu tiên trong tonight của Việt Thảo, em để cho mọi người trên toàn thế giới biết ANH MINH năm nay bao nhiêu tuổi được không? 18 tuổi. Đâu có sao đâu. Go ahead, make my day. Old enough. Now, listen. Someday I die. Mm-hmm. Maybe tomorrow, next week, I don't know. Maybe I could just tell you in your ear. Let me. Okay, go ahead. Okay. 31. Huh? 21? Yeah. Oh, tại xin lỗi, tại vì Thảo nghe không rõ, phải hỏi lại. I don't tell them. You told me 21. Okay, that's what he heard. That's what he heard. Yeah. So. Những cái gì mà tôi nghe là ANH MINH nói là 21, tức là ANH MINH năm nay 21 tuổi. Bởi vì hồi nãy khi Việt Thảo nói 23, trong mắt ANH MINH khó chịu liền. Tôi nói bị quá 2 tuổi.
nha. Everyone, anh Minh 21 tuổi. Is that right? Yeah. Yeah, vui. Oh, chúc mừng cho anh Minh 21 tuổi, quá trẻ luôn. What day your birthday? So, on that day I will celebrate your birthday in two nights with Viet Thao. Yes. Past already, May 16. May 16, everyone remember? Mọi người nhớ nghe, May 16. Năm tới May 16 để coi cái nhà để làm cái birthday luôn. May 16 năm 2017. I promise everyone, vào ngày sinh nhật của anh Minh năm 2017 sẽ có two night with Viet Thao. Ủa mà ngày đó tôi còn làm show không trời? Okay. Sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với anh Minh, two night with Viet Thao được không quý vị? Hey, back to tonight with Viet Thao, hôm nay vui quá. Có lẽ tôi cũng... Ủa sao kỳ ha? Nó ngộ. Đúng ra mình ngồi gần một người trẻ thì mình phải cảm thấy già hơn. Mà tại sao tôi ngồi gần người trẻ mà tôi cảm thấy tôi trẻ ra? Anh Minh thật sự mà nói nha, nếu thật sự mà tôi có vợ sớm đó là đáng tuổi con luôn á. Nhưng mà tại sao tôi ngồi gần tôi cảm giác tôi như anh của nó, chứ không phải là già chút nào hết. Yeah. Yeah, tại vì... You make me young. That's good, I guess. Cười cái đã không? Đâu cười bật ngửa ghế coi. Yeah. Cười bật ngửa ghế nhận. Cái này gọi là cười té ghế. Ok. Có cái điều gì trong tonight của Viet Thao hôm nay muốn tâm tình với fan của em, của anh Minh trên toàn thế giới mọi người đang theo dõi? First of all, cảm ơn anh mời em lên đây trò chuyện với anh và vui. Và xin giới thiệu CD mà sắp ra của anh Minh. This one? CD Today Love, yeah. Sẽ you có... can hold it. And 12 bài, bài mới và hy vọng là... các bạn sẽ ủng hộ hay là nếu không thì just come to my show and you can have one or on the internet. Anyway, but support and hy vọng là các bạn sẽ thích. Yeah. And I will try my best always. Alright. Yeah. Okay. Trong chương trình tonight của Viet Thao, hy vọng một ngày nào đó sẽ được mời anh Minh trở lại nữa. Nha. Yeah. Nếu bất cứ lúc nào em có cái gì mới cần tâm tình với khán giả, don't forget me. Mm-hmm. Okay, come to my show. Mm-hmm. Alright. Bây giờ nè. Trước khi chia tay với mọi người trong tonight của Viet Thao, em chọn một ca khúc nào đặc biệt, very special, yeah, để dành cho mọi người, bài gì? Dạ, em sẽ hát bài... Nhìn đây. Nhìn đây tức là có trong CD này. Dạ. Wow, bài gì? Bài gì? Bài đời ca sĩ. Xin nói rõ nha, tôi là người Việt Nam có trong này luôn nhé. Dạ. Rồi bài đời ca sĩ chỗ nào đâu? Đời ca sĩ đây. Đời ca sĩ đây, tại không đeo đời ca sĩ. Bài này là cũng của em viết luôn. No, của Hoàng Huy Lâm và Dương Khắc Linh. Ok. Dạ. Bài này em đã từng trình diễn rồi. Đã trình diễn rồi. Dạ, hôm nay hát lại nha. Dạ. Được không? Dạ. Rồi, kính thưa quý vị, đời ca sĩ một lần nữa với Ánh Minh trong tonight của Viet Thao. Mời quý vị. Thank you. Yes. Dưới khói trắng, dưới ánh đèn mỗi đêm,
Wow, good, wonderful. Thank you. Cảm ơn em đã đến với Tonight with Viet Thao. Ok. Và mong rằng anh Minh sẽ tiếp tục tỏa sáng trên vòng trời âm nhạc Việt Nam tại hải ngoại và được sự yêu thích của mọi người. Ok, ngày mai Viet Thao sẽ bay qua Dallas để gặp quý vị trong cái chương trình Thu Hình để giới thiệu về sinh hoạt người Việt Nam tại Dallas. Alright, thank you and good night.